chồng đi. Chồng này em mất gì chồng đi. Đây chồng em có bắn pháo bông. Cái nhưng mà nó bắn ngang cái hồ nước phải không ta? Vậy mình ra kế hồ nước mình ngồi đi chung cho nó gần. Trước thì chung thời high school đó chung. Trời kìa, chắc kìa hồi là lòi nữa. Trời ơi, hồi mình đứng lên đi mấy bốn đứa chung chung đấy. Chung thì giấu thời high school quá. Thôi, tăng đâu đang quay phim. Chơi không livestream, livestream nó bị mờ. Bây giờ đang câu like, nhưng đang làm cái video về cuộc sống của những người bên Mỹ. Đâu có nhiều người lái nó. Tôi đang đi bên sân ngay chỗ đây pho luôn, nó bắn pháo bông ngay ngay cái hồ luôn á. Hồ nào? Cái hồ mình tay bờ sóc đây á. Muốn muốn đấy mình phải bút trước luôn á. Mình đang ở hội chợ rất là đông người. Bây giờ mình đang chơi cái trò chơi này ở hội chợ là mình sẽ lòn cái cây này qua cái chỗ đó mà không có đụng. Đây. Đây có mấy người thôi đụng rồi. Để coi họ làm gì ở đây. Wow, ngon quá nè. Nói là họ làm trái khóm. Is this okay? Wow. Đông quá trời luôn. Tối nay chỗ này sẽ bắn pháo bông nè. Đông người quá luôn. Em nhìn em ơi. Mẹ lấy anh cởi áo cho em nồng thế. Vậy chung không anh cởi áo này đi. Cởi áo vậy mà chung không có bận áo trong. Không sao, phải trả. Đông quá trời luôn. Bữa nay là lễ Quốc Khánh của Mỹ nè. Tất cả mọi người đều tập trung ở đây để coi pháo bông. Lát nữa 9 giờ rưỡi sẽ coi cái hồ nước đẹp quá. Hồ nước thiệt là đẹp. Tất cả mọi người đang ngồi ở đây để chuẩn bị coi bắn pháo bông. Quá trời đông người luôn. Cả nè. Quá trời đông người luôn. Mình sẽ đi dạo một vòng. Bye bye. Vô tư, vô tư. Trời, bữa nay đông người quá trời luôn. Bây giờ hai đứa tôi sẽ đi vòng vòng ở trong phạt. Để coi trong này có cái gì. Đi hướng nào chung hướng này đi ha. Coi cái phạt này nó có cái gì. Công nhận mấy nhà Mỹ đẹp thì thôi luôn á. Bởi vì bữa nay đi không có vợ mới dám nói Mỹ chắc nó đỡ đi. Công nhận cái nước Mỹ nó trắng tổng. Nhìn mà không muốn
ngực nhìn thế nào? Mấy cái đó mấy nào? Nó luôn nó quấn mình luôn em. Công nhận ra đây mới thấy trời, con gái ở đâu mà nó nhiều thì thôi luôn. Và wow, cái hồ nước đẹp quá. Nhưng mà nếu mình không xuống liền chắc người ta xuống dữ lắm ha. Cái đó mà bắn rất không chê là dân không. Bây giờ mình coi họ chơi cái trò chơi này nha. Cái này gọi là clean shot. Hôm qua có con cọng dây nó bị đứt rồi. Bây giờ nó mới sửa lại. Coi nó bằng ở bên đây có cái bà mới chơi game 3D. Wow. Giờ có hai con bị trắng đang lên. Đó, nó cho vô ngọt cái lồng này. Tụi mỹ nó không sợ mà nó còn lắc cái chân nè. Cái này nó bắn thì tốc 80 mai trong 2 giây thôi đó.
coi con Mỹ đu dây nè. Trời đã tối rồi, chuẩn bị bắn pháo bông đây. Xin á, xin á, xin á, cho nhiều lắm. Bữa nay ăn bụi nè. Xong một bữa đi coi không có bông, bây giờ đi về nhìn dòng người kìa, hãy nhìn dòng người đi về kìa. Rồi trời, trời đã tối rồi, chuẩn bị về nhà, cố lên sắp tới xe rồi. Giờ tôi mệt quá rồi. Sau một hồi đi chuyến xe cũng đã tới xe rồi. Cố lên tới xe rồi. Cố lên. Đưa đi có gì chung. Bây giờ ba chúng tôi phải kiếm xe. Xe ơi, Mi ở đâu?